Trước những bệnh nhân mình sẽ quan sát, mình sẽ quan sát thấy chưa? Và mình thấy này, cái bên này nó bị co lên này. Bên này nó đang bị co lên và bên này nó bị sệ xuống ấy. Thế nào? Và đôi khi mắt nhắm vào xem mắt. Đấy, đấy đấy, mọi người nhìn này, mắt cứ nhắm mắt vào đi. Mọi người thấy không nào? Đấy đấy, nhắm rõ chưa nào? Bên ấy có ảnh chụp này. Mắt mà bên nhắm khít ý là không bị liệt. Bên hở ra như này là bị liệt. Không nhắm được vào. Rồi bác uống nước nó có bị chảy nước ra này. Đấy, uống nước rồi nó bị chảy ra bên này đúng không? Cái bên mà nó bị hở ra ấy, mà chảy nước dãi ra hoặc là uống nước và chảy ra hoặc bên này mắt này nhắm cũng kín là bên đấy bị liệt. Đấy, rõ ràng phân biệt như nào. Thì cái bên này nó bị liệt dẫn đến là nó không kéo được nó lên. Thế là bên này nó khỏe thì nó kéo hết sang bên kia. Thì nó co lên đúng không? Và mình sẽ sờ này. Rồi. Đấy, sờ. Thì thường cái bên liệt ấy là nó sẽ lạnh hơn cái bên kia. Rồi, bây giờ bác cởi áo ra cho đo huyết áp, kiểm tra huyết áp. Mình sẽ làm nhất là gì? Cái trước thì là đo huyết áp. Mọi người thì cái máy cơ này cũng đo muốn cái nào? Thì cái kia là bên bên xả là bên lạnh vậy. Bên xả bên lạnh. Bên xả là bên trái mình đây. Và bên trái là bác. Bây giờ bác nhắm mắt vào. Chính vì việc là nhắm mắt không kín và ngậm miệng nó không kín, chú ý vào không khí quanh. Bây giờ xong cái vụ liệt thì sẽ hướng dẫn bác cái vụ chữa phải đến có những trường hợp bị toàn thân rất là nặng rồi mà học viên ở trên Hà Nội người ta đã chữa thì không nó là một bệnh rất khó. Như vậy là huyết áp bình thường không cao thì có thể sử dụng giải cứu, sử dụng cao một cách thoải mái. Nếu huyết áp cao từ khoảng 140 trở lên thì mình hạn chế dùng cái đồ nóng như vậy. Rồi bây giờ này chúng ta nó làm tí sẽ nóng lên. Chiếu lại bài huyết để tăng cường sự đề kháng. Cái này thì người bình thường làm hàng ngày cũng tốt. Người trẻ khỏe không nên làm mỗi ngày thì vì nó sẽ làm nóng người, tăng cường sự đề kháng. Ngày nào cũng làm. Để phòng bệnh, để làm ấm khi mùa đông về này, làm mỗi ngày một lần như các bác này ạ. Làm 2-3 lần này khỏe quá thì ngay. Rồi, khỏe quá này không biết làm gì. Khỏe quá mà quá thì yếu. Đâu rồi không? Chưa đề cập rồi. Đấy, đúng rồi, mình phải đánh cả hai. Đấy, mình cần càng sáu vùng. Xong rồi, đánh bên này. Mỗi bên mình nhớ đánh là 30 cái. Và vòng quanh tay này cũng đánh 30 cái. Bên này thế, ba cái ôm sát cho chân tay. Bên đấy này bác bị bao lâu rồi? 3-5 năm. Tính hàng chục năm trời. Tự nhiên trong phim trợ tính một thập niên. Thập niên. Xong 6 vùng này. Xong được sự đề kháng này. Bây giờ mình sẽ giải quyết tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ khai thông toàn bộ cái vùng mặt này. Khai thông như này. Riêng cái thằng liệt này mình sẽ khai thông như này. Bên này ấy, mình sẽ phải đánh xuống. Đấy, bên này nó đang kéo thì bên này nó đang thì mình sẽ dùng cái lam đinh đôi nhỏ đấy, không khó thì mình dùng cái giò đinh đôi nhỏ này. Mình sẽ đẩy từ trên lên dưới theo nguyên tắc là gì nào, âm tụ dương đạt thì mình lan cái đinh này từ trên lên dưới để nó giãn ra và nó đẩy xuống dưới để nó cân bằng với bên kia. Được đẩy toàn bộ này, đẩy xuống dưới đẩy sang bên kia, tại vì nó đang kéo bên này. Vẫn theo nguyên tắc thế nào nó co thì mình đấy
là ấn ấn dương xuống, tụ dương, dương lên đây để sửa. Vì hôm trước mình học cái đầu gôm có công dụng là gì nào? Dùng cho những người nó dương này, cái hàm này, đó bên này, làm cho cơ nó co vào. Lòng trắng bớt dần đi đúng không? Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, cứ nhắm mắt lại.
nhắm hơn lúc nãy. Kiểu như là bò con mồi. Kiểu như là bò mồi án mồi đồng. Bóp khí đó. Đó nó xuống. Cơ nó không kéo xuống được, đó cho nó kéo xuống. Thấy không? Ở đây nó nằm trắng nhiều hơn nữa nè. Bây giờ thấy nó sắp đi lên nhỉ. Rồi. Đó, cứ gõ bôi xung quanh cho nó co, nó cơ co mà. Nhắm gần hết chưa? Ông về cái chuyện khó. Cứ nhắm mắt cái nhắm này. Búa thần kỳ. Nhắm khít vào là ngon rồi, đẹp dai rồi. Học mấy 2 3 tờ học hết. Sao thầy hướng dẫn cho em? Hết quá. Chữa bài nến hay là về khít rồi đây, mọi người nhìn ra khít chưa? Đúng rồi. Khít rồi, khít rồi. Vừa nãy nhìn thấy toàn lòng trắng đúng không ạ? Đó, tiếp tục chỗ nữa. Đấy. Học hết quá này mà khỏi máu, khỏi sạch thì là đãi cả lớp. Đãi thầy là chính. Chiều đãi thầy. Đãi cả lớp thì em quá. Khao cả lớp. Cả lớp thì cơ. Đấy chỉ phải đãi thầy. Thế là cái gì? Nó bị liệt nên là nó không có làm việc được. Mà liệt thì ông tác động vào trong người sống dậy, đúng không ạ? Bắt ông không phải dậy. Còn cứ để cho nó liệt thế thì hóa ra nó liệt thật. Đánh thức nó dậy. Vâng, đánh thức nó dậy làm việc đi. Làm đúng chức năng nhiệm vụ đi. Cơ cho nó. Bây giờ mình thêm một chiêu nữa này. Cái bố này rất là mạnh, bây giờ thêm một chiêu hơn cái kiểu này. Mấy ngày thế này lâu chưa? Hai tháng. Anh châm cứu đi ở đâu chưa? Anh châm cứu bao lâu rồi? Châm châm cứu 2 tháng. À, cũng 2 tháng luôn rồi. Mỗi ngày châm một lần, ngày một lần châm. Hai tháng. Bạn thấy nó biến chuyển như nào? Lúc đầu thì nó châm cứu mà còn có lần này có lần nào châm trong kít luôn cái lệnh miệng chưa là cái này là nhất hết chứ còn đầu tiên một thì lúc chưa bao giờ nó chọn thế nhưng chọn hai tháng mấy tiếng là nó kéo dần hai tháng này mắt vẫn mở bây giờ không bắt châm thì bác sĩ chỉ châm lúc bác một lần thôi sau vài tiếng nó nhìn đây sau vài tiếng mà nó lại thấy bác lại làm lại như vậy cứ dùng mấy cái búa như làm lại khắp mặt trong bao lâu sẽ hoàn chỉnh lúc nhanh một ngày có làm mấy lần à, theo nguyên tắc hôm trước mình học rồi từ 3-4 lần hoặc là cứ dỗi lúc nào còn uống thuốc 3 lần thì mình làm lại 3 lần quan trọng là gì mình làm được chứ còn trong kim thì mình không thể châm như mình được ngày bác phải làm 3-4 lần rồi bác về rồi dỗi cứ làm gõ xong hết rồi bây giờ mình hơ lại ấm khay là như này cho lắc lắc cái chắc tan rồi chắc ăn nữa thổi mạnh nữa là thì tan nó bay hết rồi thì mình tiếp tục hơ thì mình tìm vào tay này. Mắt mình quan sát được cái khoảng cách từ điếu ngải đến mặt da thì nó rất an toàn. Hơ khắp cái bên mặt bị nhiệt.
nhân nằm thì tốt hơn, nằm thì khói nó sẽ thốc lên trên. Thỉnh thoảng nhớ là mình cứ thổi nó đi ngay. Thổi kín khắp mặt này, khoảng 3 đến 5 lượt khắp mặt như này. Khắp cái bên bị liệt thì còn bên kia thì thôi, bên kia không liệt thì thôi, khỏi cần nhiều hơn. Bài dáng cao này là lâu nhất, mình cứ giữ như thế để qua đêm thử. Và càng lâu càng tốt. Sẽ lấy cây giò. Rồi, bây giờ dáng ở đâu? Cái hay của cái này là cần theo sức liệt hết, mình cứ dò dò. Thế chỗ nào nghi nghi, sật sật, thế chỗ nào đau đau tê tê, dán lại. Dán bài này nó hơi lâu một chút. Cứ dò dò, thế chỗ nào bất ổn, dán lại. Cảm giác tê, đau, buốt, cổ, cứng. Và quan sát mặt bệnh nhân. Nếu mà đau thì bệnh nhân sẽ nhíu mày vào, thay đổi sắc mặt thì sẽ dán lại. Thì đây là vô chiêu ấy, vô chiêu tìm sinh huyệt và dán cao, dán bên bị liệt, dán cao vô chiêu vào mặt bên bị liệt. Thì mình sẽ dán kín mặt này. Thấy trong người nào thế nào bây giờ là ấm lên, thấy người nó nóng lên không, nóng nóng hết rồi, nóng mà cảm giác hơi mát dịu, không chịu được, nó không phải như là nóng và không phải như là nóng tốt. Cái bài này nó có phác đồ không ạ? Đừng quan tâm phác đồ bạn thôi, chỉ mình học đơn thuần học cái gì mình làm đó, quên quên phác đồ. Đừng cắt nhiều vừa phải, đừng chú trọng phát đồ. Tìm huyệt chưa quen thì cái này đâu vậy? Bạn có thấy chỗ nào cái công cụ chất lượng học cái này cứ di tìm huyệt thôi. Di thấy chỗ nào bất ổn thì ấy là chỗ nào chưa huyệt chỗ nào đau phải dán. Si huyệt là gì? Điểm đau, điểm tê, điểm buốt, điểm cổ cứng, tức là cảm giác khác biệt. Rồi nó khác biệt với cái gì bề mặt da? Cứ thấy chỗ nào nó sợ sợ, gồ gồ như hột bánh.
dây mới ấn vào, bây giờ mình giãn cả. Cái này đâu, thà bắt nhầm. Nó bỏ sót, có gì khó. Thế bây giờ mình cứ chú trọng bắt đầu vào huyệt, có khi mình ấn chưa chính xác đâu. Mình đã học đến huyệt rồi. À, thế đây là gì? Học đến đâu, làm đến đó, điều trị khó làm. Sẽ thành công không? Như thế chỗ nào sật sật, chỗ nào gợn gợn và dán vào luôn. Khi chữa mãi dùng qua mấy tuần thì mới hết một cái miếng cao đấy. Huyền trong Thanh Hóa nó cắt sẵn thế ạ? Cắt sẵn ra thì nó cắt bùn. Cắt sẵn nhưng nó vẫn áp vào đấy, tức là phải rất mất rất nhiều công. Thực ra là chỉ có dán vô chiêu này là lâu nhất. Thực ra nói là lâu thì cũng chỉ mất khoảng 5-10 phút. Cũng không đến mức của quá. Tự làm thì cũng các cụ rồi, tự làm thì mấy lâu. Chữa cho một bệnh nhân 30 phút, 40 phút là bình thường. So với các kỹ thuật khác là thôi. Có mỗi liệt mặt này là phải dán nhiều cao nhất. Vô chiêu đấy. Vô chiêu. Còn cái kia. Nhưng mà nó dễ. Thấy chẳng có gì phức tạp cả. Ai cũng có thể làm được. Bác này mà chữa nốt về nến thì khéo phải lấy vợ nữa hay không? Không. Không bôi cao. Dán là không bôi. Dán thì thôi. Dán thì thôi. Cao rồi. Nãy giờ hết có một người nữa như này là khi thắc mắc nên là không hiểu khi mình làm thì lo hết áp này và bác thì huyết áp bác không ổn định nên vẫn phải kiểm tra cao thì phải ưu tiên huyết áp trước. Và thì bác này cũng dùng thuốc có khi bác dùng thuốc nó tụt xuống 90 tức là dùng quá nhiều à, cũng kiểm tra nếu mà nó tụt xuống rồi thì mình phải bớt thuốc đi. Bao nhiêu lâu rồi bóc được cái cao ra à, cao này phát huy thì tác dụng trong vòng 8 tiếng ấy. Cứ để lên chiều có thể để đến chiều trưa ra ngoài thì không làm ngày 2-3 lần thì chắc phải bóc sớm hơn đúng không? 2-3 lần bóc sớm hơn hoặc là ngày chỉ dán 2 lần thôi 4-5 tiếng để bóc. Những bài kia thì mình sẽ làm ngày 3 lần một cao thì chỉ dán 2 lần thôi sáng và buổi tối. Những ngày cái kia cứ mát xa thôi. Được chưa? Trong bệnh này nó còn đau hơn. Trên này đau hơn. Thì có bất kể sự bất ổn trong cơ thể người nó đều bảo vệ mặt da. Bác
đau không được ngả người, đau phải ngồi im không được ngả. Đau đau rồi. Càng ngồi càng nghiêng. Phản xạ tự nhiên. Và xung quanh mắt bất ổn. Thế chứng họ cứ làm nhiều ngày mấy lần là đấy hiệu quả ngay. Cả hai bên mặt. Kết thúc rồi. Okay, rồi kết thúc.